Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Ok, xin chào mình. Và hôm nay mình sẽ làm một cái review về cái phòng làm việc của mình nha mọi người nha. Đồng hành cùng mình là có bé Trọng quậy phá. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái máy tính bàn mà trong đây cấu hình thấp nhất của mình. Đây là một cái máy mà hồi trước mình để mình dựng phim, render. Cái thùng này cũng được 4 năm rồi nha các bạn, cũng được 4 năm rồi. Cái thời đó là mình gáp cái thùng này cũng 37 triệu á. Nhưng mà bây giờ, đối với bây giờ thì cái thùng này nó rất là yếu. Và mình sẽ cho các bạn coi cái cấu hình của cái máy này. Là mình chỉ dùng cạc là 4.000 thôi, cạc màn hình 4.000 thôi. Còn RAM thì 16GB, còn Win thì Win 7 thôi. Cái con này là con Core i7. Nhưng mà đối với bây giờ, nếu mà các bạn mà chơi game mà chơi cái thùng này thì quá ok, cái thùng này là quá ok nha. Ok, bây giờ cái máy bàn này là cái máy mà thấp nhất trong cái phòng của mình. Và mình xin giới thiệu cho các bạn một cái máy nữa, đó là cái máy laptop của mình. Khi mà mình đi tỉnh á, mình không có thời gian ở nhà để mình làm phim, mình sẽ đem cái laptop đó theo, vừa để chép sổ, vừa để dựng tại chỗ. Khi mình ở khách sạn á, mình sẽ lấy cái máy đó mình dựng tại chỗ cho bên ca sĩ á, để mình giao bài cho nó nhanh. Không thôi giam bài người ta sẽ bỏ mình. Đây là cái laptop mình hay dùng đi tỉnh. Cái cấu hình của nó cũng tạm ổn, nói chung là render đủ 4K. Thì Win thì Win 10. Nhưng mà Win 10 này của mình không phải bản quyền, mình chỉ xài bản ấy thôi, bản tạm thời thôi. Ok, bây giờ cái con này của mình là Core i7. Cạc màn hình của nó là RTX 1050T. Còn một cái điều nữa là con này RAM của nó chỉ có 32GB thôi. Win thì 64 biết rồi, thường thường là máy nào cũng 64. Cái máy này của mình cũng 64. Máy này bây giờ cũng 64. Nhưng mà cái con này là chỉ dùng để đi lưu động thôi nha các bạn nha. Và mình xin giới thiệu cho các bạn cái máy mà khủng nhất ở trong phòng của mình. Mình chuyên để làm phim, để tạo ra những cái sản phẩm mà chất lượng nhất là cái máy này sẽ làm ra. Đây là cái máy mà chất lượng nhất trong phòng của mình. Mình thường thường dựng phim thì mình dựng hai cái màn hình. Và đây là cái logo thương hiệu của ekip của mình. Thì các bạn có xem clip chữ tình nào á, nếu mà các bạn để ý thì sẽ thấy chữ Binbi Entertainment là mình là Binbi nha. Và phía sau mình là cái thùng, nó hơi màu mè xíu nhưng mà màu ít nha. Có mấy cái máy mình thấy trên mạng nó còn màu nhiều hơn của mình. Tại vì thường thường mình chỉ cần cái công dụng của nó thôi, chứ mình không có cần mà làm giống như một cái sân khấu ở trong nhà. Con này là con Core i9 thế hệ mới. Và mình sẽ cho các bạn coi cái cấu hình của nó. Cạc màn hình của cái con này á là RTX 2080 Super. Còn mà RAM của mình thì chỉ có 32GB. Win thì mình xài Win 10. Nhưng mà Win 10 của mình ở đây là Win 10 bản quyền đàng hoàng nha các bạn nha. Không có xài bản tạm thời. Tại vì con này, cái cây này rất quan trọng để sản xuất phim á, nên mình sẽ không có dùng Win tạm thời. Con này là con ok nhất trong phòng của mình. Và mình xin giới thiệu cho các bạn, đây là cái micro mình dùng để mình lồng tiếng. Tại vì mình quay có những cái phân đoạn mà để lồng tiếng thì mình sẽ lấy cái con này mình lồng tiếng. Còn cái con camera gắn ở trên đây là thường thường mình hay làm reaction nè các bạn. Đây, thường thường mình hay làm reaction là mình dùng cái camera này. Nó 1080 thôi, HD thôi. Còn phía sau mình là cái đèn. Đèn này dùng để quay mặt, làm đèn mặt cho đẹp. Còn phía sau lưng của mình là đèn đó dùng để đánh background cho nó sáng lên, cho nó đẹp. Mình thì hay sưu tầm nón, sở thích của mình, nón và giày. Tại vì hồi xưa mình có nhảy, mình cũng là b-boy, mình cũng là một người hip hop. Và đây là hai cái ghế, ghế này ghế bình thường thôi, cũng không phải là ghế xịn lắm. Hai ghế dùng mình để ngồi mình làm, thì cho nó đừng mỏi lưng thôi. Nói chung mình cũng không có đầu tư gì. Cái ghế này có nhiều bạn thì game thủ thì dùng ghế mười mấy hai chục triệu mà cũng có. Mình chỉ cần cái dàn PC của mình chất lượng và ok. Thì trong phòng của mình chỉ có cái con này là yếu nhất thôi. Con máy bàn này là yếu nhất. Con máy bàn này mình dùng để làm YouTube thôi các bạn nha. Đây, bây giờ mình sẽ quay cái phòng của mình cho các bạn coi. Và công việc chính của mình không phải là làm YouTube bơ mà là mình chỉ làm phim. Nói chung mình là một đạo diễn để mình sản xuất ra những cái MV mà chất lượng nhất. Nhưng mà thường thường là người ta dựng, nhưng không phải, ekip mình là do mình dựng luôn. Tại vì tới hiện trường mình quay sao mình nhớ, nhưng mình về nhà mình dựng rất là nhanh. Phía sau đây là dàn PC của mình. Con chuột cũng thường thôi, có 1,5 triệu. Bàn phím thì màu mè cũng đẹp, nó cũng giống như cái thùng ở trên. Ok, video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn có thích video của mình thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Bye bye.